Chào anh em, thì mấy tuần trước trong cái tuần phim Việt Nam thì mình đã có cơ hội được xem bộ phim Trăng Nơi Đáy Giếng được sản xuất năm 2008 bởi đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Thì sau khi xem phim xong, mình còn ngồi lại để giao lưu với đạo diễn cùng diễn viên Hồng Ánh của phim. Quả thực thì mình rất là thích cái bộ phim này và theo mình nó là một cái tinh hoa của điện ảnh Việt Nam. Và mình rất muốn giới thiệu với anh em cái bộ phim này vì theo mình nó đã đặt ra cho người xem rất nhiều cái suy nghĩ về tính đa nghĩa lẫn cái nghệ thuật thể hiện trong phim. Thông qua cái xã hội hiện đại của Việt Nam nói chung và cái xã hội hiện đại cùng cái bản sắc Huế nói riêng. Thì chia sẻ một chút thì mình cũng không phải là một nhà phê bình phim, thế nên đây nó chỉ là những cái góc nhìn và cảm nhận của riêng bản thân mình dưới góc độ của một người xem thông thường. Thì bây giờ mình sẽ chọn ra bốn cái khía cạnh để cảm nhận và chia sẻ cùng với mọi người. Nói qua một chút về cái nội dung của phim thì đây là một bộ phim kể về câu chuyện và về số phận và cuộc đời của cô giáo Hạnh. Thì cô ấy là một người lúc nào cũng chăm sóc, chu đáo, rất là tỉ mỉ cho chồng mình. Và chính vì như thế mà nhiều khi cô ấy quên đi mất bản thân mình và chỉ hy sinh hết cho chồng thôi. Khi có những cái biến cố trong gia đình xảy ra thì cô ấy gần như trở nên là vô vọng và hết sức buồn đau. Và để vượt qua cái nỗi thất vọng này thì cô ấy đã mượn vào tâm linh để cứu rỗi cho cái cuộc đời của mình. Thì mình chỉ kể sơ sơ thôi, mà muốn anh em muốn biết thêm về nội dung phim thì có thể đọc cái nội dung phim mình có ghi trong bài. Bây giờ mình sẽ nêu những cái cảm nhận của mình về bộ phim và chiếu cho mọi người xem những cái cảnh phim tương ứng. Cái khía cạnh đầu tiên mình muốn nói đến ở đây là cái bối cảnh trong phim. Thì phim này được quay ở Huế, nơi nổi tiếng có những cái ngôi nhà vườn mà chúng ta có thể thấy ngay ở ngôi nhà rường mà cô Hạnh và anh Phương, chồng cô ở. Thì cái nhà rường là đặc trưng của kiến trúc văn hóa Huế một thời xưa cũ và nó càng làm nổi bật tính cách của người phụ nữ xưa nơi cô Hạnh. Thì nơi đây cô đã săn sóc từng cái bông sen để ướp trà sen cho chồng uống mỗi ngày. Và rồi khi chỉ còn một mình với ông tướng và hai đứa con, người âm, thì cô vẫn tỉ mỉ chăm sóc cho từng cây hoa trong khu vườn rộng. Đặc biệt thì Huế còn là một nơi có những tập tục tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo, đa dạng và phong phú. Thì trong phim cô Hạnh sau này đã chọn đi cầu đồng, cô chọn tâm linh làm điểm tựa cho cuộc đời mình. Vậy nên Huế là nơi cực kỳ phù hợp để đạo diễn khai thác và đào sâu khía cạnh này, đem đến cho người xem cái cảm nhận thật hơn, sâu hơn cái không khí của bộ phim. Đạo diễn Vinh Sơn cũng có chia sẻ thì phải là Huế chứ không phải là một nơi nào khác tại Việt Nam. Thì qua đó chúng ta thấy cái bối cảnh hoặc cả địa điểm quay phim hết sức quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cái cảm nhận và cách hiểu của người xem. Khía cạnh tiếp theo mình muốn bàn đến ở đây là cái mạch của phim. Mạch phim của Trăng Nơi Đáy Giếng khá là chậm. Mọi sự việc diễn ra rất nhẹ nhàng và tuần tự. Nó không có nhiều tình tiết gay cấn để đẩy bộ phim lên cao trào, trừ cái cảnh cuối phim. Tuy vậy thì cái người xem vẫn cảm nhận được những cái mâu thuẫn và xung đột ẩn mình dưới lớp áo tưởng chừng không dấu vết kia. Và nếu bạn đã quen xem những cái bộ phim có nhiều kịch tính mang hướng tự sự, gỡ rối nút thắt, thì khi có xung đột xảy ra thì khi xem Trăng Nơi Đáy Giếng bạn sẽ phải kiên nhẫn và lắng lại xuống một chút để theo dõi cái bộ phim này. Và khi bạn nhận ra được những cái xung khắc âm thầm dưới vỏ bọc chậm rãi của phim thì bạn sẽ thấy khâm phục cách xử lý khéo léo và tài tình của đạo diễn. Một điểm đặc biệt khác mà mình muốn nhắc đến ở đây là những cái cú máy dài ở trong phim. Thì trong phim này đạo diễn đã sử dụng rất nhiều cú máy dài, có những cú máy kéo dài tới 3 phút thì mới cắt cảnh. Ví dụ như cảnh ở đầu phim khi mà cô Hạnh dậy từ sớm tinh mơ để chuẩn bị trà sen, hay là cảnh cô đi xe đạp đuổi theo con chó. Thì cái này đòi hỏi diễn viên phải tập luyện rất là kỹ càng và diễn sao cho thật tự nhiên. Chia sẻ về việc này thì đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cũng có nói với những cú máy dài ông muốn diễn viên không chỉ là diễn nữa mà họ phải sống đời sống của nhân vật, họ phải tạm quên đi bản thân mình và chỉ cần vụng một chút thôi là những cái lỗi nhỏ trong hành động sẽ lộ ra ngay khi diễn xuất. Và ngoài ra thì cái cú máy dài này còn góp phần lột tả cái tính cách của nhân vật cô Hạnh. Cô ấy là một người phụ nữ tỉ mỉ, chu đáo trong mỗi cử chỉ, hành động chăm sóc chồng, và nhịp phim vì thế cũng chậm rãi đi theo như cái ý của đạo diễn. Một cái yếu tố quan trọng ở đây là cái nhân vật cô Hạnh. Thì trong phim có rất nhiều nhân vật nhưng mình sẽ chỉ nhắc đến nhân vật cô Hạnh, nhân vật chính của phim. Vì khi nhìn cô, quan sát cô qua những cái diễn biến trong phim thì bao cái cảm xúc, những câu hỏi liên tục sẽ quẩn quanh trong đầu mình và thậm chí là của mọi người. Nếu mà mọi người xem cái bộ phim này thì cô Hạnh chắc chắn là một người rất là đáng trách, bởi vì cô làm tất cả mọi việc cho chồng mà không mang đến bản thân mình. Cô tôn thờ chồng hết mực,
để đến khi mà mọi việc vỡ lở thì cô không còn đường lui. Cô phải nhờ đến sự cứu rỗi của tâm linh, dù đó là ảo và bị người đời cười chê là đồng bóng hay là mê tín dị đoan. Trước đó, cô Hạnh là một nhà giáo và cũng cười cho qua khi được giới thiệu về cầu đồng. Nhưng sau này thì cũng chính nhờ việc này mà cô qua được cái nỗi buồn quá lớn đó và những cơn ốm thập tử nhất sinh để sống tiếp. Và thực ra dù có trách cô Hạnh nhiều đi thế nào chăng nữa thì mình vẫn khóc thương cho số phận của cô, vì cô khá là bạc phận. Thì khi mà nhờ vào cái sự cứu rỗi của tâm linh thì cô hẳn là đã rất vô vọng. Và khi nhìn cô thì mình thấy được cả thế hệ ông bà mình, những người phụ nữ luôn hy sinh hết mình vì chồng con. Vì đến thế hệ ngày nay khi mình đang sống trong cái thế giới hiện đại, khi mình tử tế người khác thì mình sẽ đòi hỏi, cầu mong cái sự tử tế đấy ngược lại với mình. Thế nên là khi nhìn thấy cô Hạnh hay là ông bà mình từ thời ngày xưa thì mình sẽ tự đặt câu hỏi tại sao họ lại phải chịu đựng như vậy. Vì khi mà đứng trong vị thế của bản thân thì mình thấy họ quá là khổ. Họ không nhận lại được gì từ cái tình yêu thương vô bờ bến của mình. Và nhiều khi họ còn phải chịu những cái thiệt thòi cho bản thân và cả những cái bất công nữa. Nhưng mà trong cái buổi chia sẻ thì diễn viên Hồng Ánh đã trả lời giúp mình cái câu hỏi này. Thì cô ấy nói nhìn ngoài thì bạn cảm thấy đó là họ đau khổ vậy thôi, nhưng mà trong thâm tâm họ thì cái đó là cái đơn thuần, đó là niềm hạnh phúc của họ. Họ được tận tình, được phục vụ. Thì như chúng ta khi mà được người mình yêu thương đối xử trân trọng là niềm vui. Thì đối với họ được nhìn chồng vui, được lo lắng, chu đáo, đó là hạnh phúc. Thì đối với họ chồng là một bầu trời riêng và là niềm hạnh phúc cả đời. Mình nghĩ là đạo diễn đã rất thành công khi lấy số phận của một nhân vật để nói lên vấn đề phổ quát của cả xã hội Việt Nam. Và chắc chắn là bạn đã từng nhìn thấy những cái nhân vật phụ nữ như cô Hạnh ở trong cái cuộc sống xung quanh của mình ở Việt Nam. Và cái tính gợi tả trong phim đã dẫn cái suy nghĩ của mình đi trôi lạc miên man và cuối cùng đến một thực tế nó tồn tại ngay trước mắt. Và thực ra bộ phim nó còn rất nhiều khía cạnh đa nghĩa, như ví dụ như tính đối lập của những cái yếu tố khác nhau, nhưng mà mình không đề cập đến ở đây. Mình chỉ chọn ra một số yếu tố mà mình cảm nhận được và mình thấy nó nổi bật để giới thiệu anh em. Thì hy vọng là sau khi nghe cái giới thiệu này thì anh em sẽ tìm bộ phim này để xem và nêu một số cảm nhận. Cảm ơn anh em.